Trong khi giá thịt dê giảm, giá heo hơi và giá gà tại thị trường Đắk Lắk cơ bản ổn định, dao động từ 54 đến 57 000 đồng 1 kg heo. Gà ngắn ngày ở mức 45 đến 50 000 đồng 1 kg. Gà ta thả vườn từ 85 đến 110 000 đồng 1 kg. Mức giá này đã đảm bảo cho người nuôi có lãi. Nó bắt xu hướng thực phẩm tăng mạnh vào cuối năm nên nhiều trang trại hộ chăn nuôi trong tỉnh đang tích cực tái đàn, tăng đàn, chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu thị trường Tết nguyên đán tuy nhiên theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để việc tái đàn tăng đàn hạn chế rủi ro người chăn nuôi cần cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh chuồng trại kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi xử lý thức ăn đặc biệt là các hộ tận dụng thức ăn thừa để chăn nuôi